Đầu tiên, chúng ta sẽ vào cửa hàng CH Play để tải ứng dụng SmartThings. Lưu ý về điều kiện là điện thoại hệ điều hành Android 6.0 trở lên và RAM 2GB trở lên. Ta sẽ vào trong giao diện ứng dụng. Chọn vào bắt đầu để kết nối. Trên điện thoại sẽ yêu cầu đăng nhập tài khoản Samsung. Các bạn đăng nhập tài khoản vào. Bấm vào phần dấu cộng để thêm thiết bị. Chọn vào thiết bị. Chọn TV. Và chọn Samsung. Và chọn bắt đầu để thêm TV vào SmartThings. Sau đó sẽ chọn vị trí đặt TV trong SmartThings và bấm tiếp theo. Lúc này tên TV sẽ hiện ra và chọn TV cần kết nối. Lúc này trên TV sẽ xuất hiện mã pin. Ta sẽ nhập mã pin gồm 8 chữ số vào điện thoại. Và chờ cho quá trình kết nối hoàn tất. Lúc này TV đã kết nối hoàn tất và sẽ tự động đăng nhập tài khoản Samsung. Chúng ta sẽ đặt tên TV và hoàn tất kết nối. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu chuyển hình ảnh từ điện thoại lên làm hình nền ở chế độ Ambient Mode. Chúng ta vào trong ứng dụng SmartThings, vào tên TV đã kết nối. Chúng ta sẽ chọn vào phần Ambient Mode ở phía bên dưới cùng và chọn vào phần Select Photo. Lúc này chúng ta sẽ chọn các hình ảnh trong bộ sưu tập mong muốn để đưa lên hình nền trên chiếc TV và chọn tiếp theo. Xem lại bố cục và bấm vào phần View on TV và chờ trong giây lát để hình ảnh được tải lên chiếc TV nhé.